Thưa quý vị, bên lề cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4 sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã thông tin thêm về các kết quả bước đầu trong việc khắc phục thiệt hại do bão số 4 tại thành phố Đà Nẵng. Đến nay thì có thể nói rằng là thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương sẵn sàng trong công tác là khắc phục cơn bão này. Chúng tôi phấn đấu trong ngày nay thì điện thì cũng cơ bản sẽ đáp ứng, hệ thống nước thì hiện nay cấp nước sạch thì hiện nay đã đáp ứng 100%. Học sinh thì ngày mai là sẽ đi học lại. Có thể nói rằng trong cố gắng trong ngày mai và tất cả các hoạt động trở lại bình thường. Và ngoài cái sự chủ động của chính quyền thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn các lực lượng vũ trang, các tổ chức cá nhân và nhân dân thành phố cũng đồng hành, chia sẻ với thành phố cùng góp tay trong công tác khắc phục bão số 4 lần này. Hiện nay thì thành phố cũng đã chỉ đạo huyện Hòa Vang theo dõi thời tiết những ngày tới đây thì thời tiết sẽ có mưa lớn, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố, nhất là cái vùng huyện Hòa Vang. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo huyện Hòa Vang là theo dõi thời tiết và có phương án hỗ trợ và nhắc nhở người dân trong công tác phòng chống lũ lụt và sạt lở đất tại khu vực vùng nguy hiểm của huyện Hòa Vang.